Ngoài xà đen, bán chi liên, bạch hoa xà, thiệt thảo, các vị thuốc nam hỗ trợ điều trị ung thư khá hiệu quả, thì y học còn ghi nhận được cây sáo tam phân là một vị thuốc nam hỗ trợ điều trị 5 loại ung thư mà chúng ta nên biết. Sáo tam phân còn có tên gọi khác là cây thuốc mọi, cây thần xạ, do có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị 5 loại ung thư nên gần đây được nhiều người gọi là cây thần dược. Sáo tam phân mọc chủ yếu ở các tỉnh phía Nam như là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ngoài ra cây này còn mọc nhiều ở Campuchia. Cây sáo tam phân rất dễ trồng, có thể trồng bằng hạt hay dâm cành hoặc rễ. Hiện nay các nhà vườn áp dụng phương pháp dâm cành để nhân giống cây sáo tam phân. Theo kinh nghiệm dân gian thì bộ phận dùng làm thuốc của cây thần dược này là rễ. Cây được thu hái quanh năm, người dân đào toàn bộ cả gốc và rễ, đem chặt bỏ cành, lấy rễ rửa sạch rồi thái mỏng phơi làm thuốc. Là một cây thuốc được sử dụng trong phạm vi nhân dân. Thời gian gần đây thì mới được đưa vào nghiên cứu. Đến tháng 6 năm 2013 thì công trình nghiên cứu về cây sáo tam phân đã được Bộ Y tế công bố. Rễ sáo tam phân có vị đắng nhẹ, hơi nhạt, ngọt nhẹ, ngửi có mùi thơm, tinh dầu, mùi vị thường thấy của những cây họ cam. Để biết thêm thông tin chi tiết về cây sáo tam phân thì các bạn có thể đến với cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi vào số 0904 079 719.